Xin chào, tôi là Thủy Nguyễn, tôi là đại sứ dân chủ, tôi làm việc cho Ủy ban bầu cử Victoria. Tôi sẽ hướng dẫn cộng đồng trong việc ghi danh và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Victoria. Cuộc bầu cử tiểu bang Victoria sẽ được tổ chức vào tháng 11 này. Chỉ có công dân Úc mới có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Nếu bạn đã ghi danh để bỏ phiếu, bạn phải bỏ phiếu. Ai có thể ghi danh để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tiểu bang? Tất cả công dân Úc tuổi từ 18 trở lên. Nếu bạn chưa ghi danh, vui lòng hãy ghi danh. Nếu bạn đã ghi danh nhưng gần đây thay đổi tên hoặc địa chỉ và chưa cập nhật các thông tin chi tiết này, vui lòng làm điều này. Bạn phải ghi danh hoặc cập nhật thông tin chi tiết với VEC chậm nhất là 8 giờ tối thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022. Bạn có thể làm việc này trên mạng hoặc sử dụng mẫu đơn bằng giấy. Chúng tôi có sẵn mẫu đơn ghi danh trực tuyến bằng 20 ngôn ngữ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn được hỗ trợ, vui lòng gọi 9209-0111, số điện thoại của dịch vụ thông dịch, hoặc truy cập trang mạng vec.vic.gov.au của chúng tôi và chọn biểu tượng thông dịch.